Chào mọi người, quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số khỏi em 034 830 843. Rồi, em cập nhật danh sách hàng hóa nó đã bán ở dưới cái tiêu đề của video này. Mọi người bấm vô để xem rồi mình liên hệ cho nó tiện ha. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video em đăng mới ha. Bấm vô đăng ký thì nó sẽ thông báo cho mình biết. Còn không đăng ký thì mình không biết được. Khi nào vô trang thì mới thấy thôi nha. Nên mình bấm vô đăng ký thì nó thông báo cho mình nó tiện hơn. Rồi, hôm nay là video 103, giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Đầu tiên nó có mã là 103.1 ha. Đây là cái hước Livo của hãng Smart Tool. Đây. Dòng này thân nó bằng nhôm mọi người. Bên dưới có 500 luôn nè. Giờ đặc biệt nó có cần nó cân bằng bằng điện tử ha. Đây mở nguồn đây. Có âm thanh luôn nè. Khi mà nó cân bằng nó sẽ phát ra tiếng kêu. Hai bên nó bằng không á là nó cân bằng ha. Đó. Bằng không nó sẽ phát ra tiếng kêu như vậy nha mọi người. Có cân bằng cơ nữa nè, cân bằng thủ công. Nước. Đây là mấy nút chức năng. Đây là tắt âm thanh ha. Nó là hước nó bằng nhôm, chiều dài là 60 cm nha mọi người. Đây kích thước chiều cao là 6 phân, nó rộng 2 phân 8. Đây là nó xài pin trong đây mọi người, hai pin nó thì hai mở ra đây thì cái nhựa này ra đây. Nó xài pin là 9V. Đó, xài điện pin là 9V. Đây tí em gị nữa ra nha. Hai pin mới nhét vô nó vô nè. Đây pin nó sẽ như thế này. Đây cái gắt cắm pin nè, nó có để cộng trừ nha mọi người, thì nó thiết kế cho viên pin này hai đầu cộng trừ khác nhau nên không sợ nó lộn ha. Đây là nó bị sét, nó bể tí xíu cái gắt pin ha, vẫn còn xài được đó. Rồi mình thay pin xong mình nhét dây điện vô trước. Dây điện rất là dài luôn.
cái nhát nó nằm ngang vậy ha. Khi mình rút ra nó dễ. Đó. Rồi để cái nắp này lại. Đây là hăn nó bằng nhôm nên xài rất là bền ha. Cái này nó chóc cái lớp sơn của nó nè. Nhưng không có sao, nó xấu xấu tí nhưng mà nó vẫn hoạt động ok ha. Rồi cây hước này có mã là 103.1 nha, giá là 650.000 mọi người. Rồi tiếp theo về một cái đầu kẹp. Đầu kẹp mũi khoan gắn cho cái máy bắn vít. Này. Xài cho máy bắn vít thôi. Cái đầu này rất là to, nó kẹp được tới mũi 13 ly mọi người. Kẹp được mũi từ 1.5 đến 13 mm. Nơi đầu thiết kế nó rất là chắc chắn nha. Toàn bộ nó là bằng sắt. Đầu này là bằng sắt. Chiều dài nó là 11,5 ha mọi người. Đường kính nó là 4,5 luôn. Rồi đầu kẹp mũi khoan này có mã 103.2 nha, giá là 250.000. Rồi tiếp theo là ba món, mình ghép ba món như vậy ha. Đây. Một cái chui cắm điện chân nhật ra là chân tròn. Chui nhật là chân nó dẹt ha mọi người. Gắn vô cái vừa nè. Ví dụ cái chui nhật này. À, chui này nó sẽ dây rồi. Đây em có mấy cái chui nhật. Những cái chui nhật mà nó đầu nó dẹp nhỏ mà. Rồi vô vừa cái này ha. Đây không có sẵn rồi. Rồi nó là chức năng, nó là chuyển ra thôi, chuyển từ cái đầu dẹt ra đầu tròn đó. Còn cái thứ hai này là cái móc, cái nó đựng cái tàn thuốc mà mình đi ô tô hay đi gì đó này. Đựng tàn thuốc cho những người sử dụng thuốc lá ha. Đây là hàng của Nhật, rất là tiện. Rồi cái ba là cái bộ dao. Đây là nó làm cái móc gì cũng không có gần chức năng của nó. Nhưng mà nó đa chức năng. Này rất nhiều chức năng. Ba chức năng mà. Một cái như là cái cưa. Nhưng mà không có bén ha. Cái mũi gì nữa nè, cái này khui nước nè. Bia. Rồi một con dao, đây là con dao. Rồi kích thước của này là đây mọi người, 13 cm nha. Còn cái hộp thuốc lá, hộp đựng tàn thuốc này có mà kích thước là 5,5 đó, rất là nhỏ gọn. Đây 3 cm, 1/6. Rồi ba món, em bán ba món như hình này là có mã là 103.3 nha mọi người, giá là 250.000 ba món ha. Bán chung luôn nha mọi người, không có xé ra. Rồi tiếp theo một cái bộ này. Cái bộ đi giũa rang nè, bộ đi giũa rang của thằng Mỹ luôn. Của đây nó có tới 8 đầu mọi người. Mỗi đầu là một số. Đó, của Vassell, sản xuất tại Mỹ. Mắc in vô giũa đây luôn. Cây này rất là ít gặp cho anh em
xài dùng làm nghề ha. Với một bộ đo cái bước rang nè mọi người. Đo bước rang nè của Nhật. Đây. Rất là nhiều số. Đây của Nhật. Rồi bán chung dưới này luôn nha mọi người, hai món nè. 250.000đ, mã 103.4. Rồi tiếp theo. Một cái đồng hồ đo vôn ha, đo điện tử. Đồng hồ dòng điện tử mọi người. Đây thương hiệu nè. Đồng hồ này nó có đo vôn nè, đo AC, DC. Này đo mấy chức năng này nữa nè. Có đo nhiệt độ nữa mọi người. Rồi milia AA nè. Đó, có đèn nữa. À, máy này thì em không rành nè. Đó, nó là vậy. Nó tới 4 lỗ cắm luôn nè. Xài pin ở đây 9V. Đây có cái bật để cho nó đứng làm việc nè. Rất là chắc chắn ha, có vỏ bọc cao su luôn nè, nó làm các thiết kế rất là chắc chắn. Mở nguồn lên đây. Rồi đang là đo vôn. Chọn như vậy là đo AC nè, đo điện nhà mình đó. Bấm lại thấy có dấu trừ là đo DC, đo pin, đo ắc quy rồi. Đây nhiệt độ. Nhiệt độ hiện tại là đang 20 đó, 27 độ ha. Trong phòng á. Đây đèn. Nhấn giữ nó sẽ cháy đèn lên, đó. Bốn cái đèn mọi người. Tắt. Đo thử điện nha mọi người. Giờ đo pin đi. Đây. Có viên pin này nè. Đó, nó là 4 chấm 4. Nó có nhiều cái. Đây là mình chọn cái dãy số đó nha mọi người, cho nó có độ chính xác. Nó bị rớt một cái cọng dây rồi rồi. Đây ha, đo lại. À cái dãy này là nhỏ quá, nó sẽ đo không lên được. Chọn lại. Đó, nó 420V mọi người đây. Viên pin máy chụp hình. Rồi đo viên pin 2A này. Một 166V nè, pin mới mua mọi người. Đó, đầy full luôn. Khi mình đo ngược á, đo ngược cực ấy, nó thì nó cũng không sao hết, nó không phải như đồng hồ cơ nó bị chết cháy kim. Lúc này đo ngược khi nó để hiện lên dấu trừ mọi người, rất an toàn. Đo quy đồ đo ngược cũng không sao hết. Nó sẽ hiện dấu trừ như nè, 1.66. Đo đúng thì nó không hiện dấu trừ. Đối với DC, điện DC ha. Rồi tắt nguồn ha.
thử cái điện AC luôn. Đây là cái điện nhà ha. Chọn AC mọi người. Đó, hiện tại là 228V. Đây. 228V thôi mọi người. Điện AC đó. Rồi tắt nguồn đây. Ok. Cái đồng hồ đo này điện tử này có mã là 103.5 mọi người, giá 700.000. Rồi tiếp theo là bán một bộ hước này mọi người. Một cây hước góc 45 độ. Đây thường thấy ha. Hước của Nhật rất là dày, chắc. Một cây hước này cũng đo độ mọi người. Nó chuyên là đo độ để lấy dấu nhanh, anh em làm nghề mộc cơ khí đó. Lấy dấu nhanh á. Muốn đo muốn cắt góc 45 thì quạt đèn cái nè. Kè nó cái là thành 45 độ, 30 độ nè, kè nhanh bằng 15 độ luôn. Cái hước này rất là tiện luôn. Đó, rất là dài luôn mọi người, hước này từng 2 mm nha. Cây này tầm 1 ly mấy. Rồi, hai cây hước này em bán là mã là 103.6, giá 300.000. Bán nguyên hai cây luôn. Tiếp theo là mấy cái ổ khóa. Đây có mấy cái ổ khóa Nhật nè, 4 cái. Mà 4 cái khóa số này nó bị mất số mọi người. Mọi người dày dò thôi. Hoặc là đưa ông thợ sửa ổ khóa ông dò rất là nhanh. Rồi 1 2 3 ổ của Nhật này. Đây thương hiệu nữa nè. Rồi còn rất là đẹp luôn. Một ổ này có chìa, ổ Alphard của Nhật này có chìa. Đây. Nhật này full đồng ha. Nó full đồng từ cây này tới này là đồng á. Này kích thước con này cũng khá là to nè, 3,5 phân. Này đường kính nó cũng 3,5 phân luôn. Rồi 2 4 ổ khóa. 4 ổ khóa này có mã là 103.7 ha, giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo một cây cảo của mọi người làm bên cây cảnh bonsai ha, làm cây trong chậu á. Đặc biệt làm với cây tùng á, mọi người biết làm cây tùng thì mình dùng cái dây để mình uống rất là kẽm, để uống nó thì rất khó nên rồi nó ảnh hưởng tới cây nên mình phải dùng cái cảo này nè. Để uống cái cây tùng, thân cây tùng ha. Này cảo này size cũng khá là nhỏ ha. Đó cái thước nè, cho mọi người hình dung ha mọi người. Đây nó cái ti nó bằng đồng. Rồi cái cảo này bán mã là 103.8 ha, giá 200.000. Tiếp theo có một cọng dây, giờ cọng dây nguồn nữa. Dây này cũng hơn 9 mét nha mọi người. Nó đứt rồi. Dây 10 mét đó mà đứt, nó bị đứt cái chui rồi, nó còn chắc 9 mét mấy á, 9 mét rưỡi không. Đó dây là dây này 7A. Dây Nhật ha, 7A. Dây tải 7A mọi người, đây dây Nhật. Đồng rất là tốt. Dây liền lạc ha, nguyên cộng liền rất đẹp. Rồi có mã là 103.9 nha, giá là 250 ngàn. Rồi cuối cùng là hai cái cây cờ lê đa năng vặn nhanh á. Nó vặn, cây này vặn ốc thôi nha. Còn cây này vặn có thể vặn ống tròn được nè, kẹp ống tròn được nè, nó có răng này nè. Răng còn rất ok luôn. Cây to răng còn rất ok, cây này vặn ốc nè, chuyên vặn ốc thôi. Tại vì cạnh nó vuông. Mặt này trơn, cây nhỏ vặn ốc ha. Rồi. Cây này cũng khá là lớn. 250 mm nha. Đây đo cái miệng đó nè, người xem giùm ha, mở ra to nhất luôn. Đó. Cây này thì nhỏ, đây miệng nè, nhỏ xíu ha. Đó.
Rồi em bán chung hai cây luôn nha mọi người, tại nó cặp hai chức năng vừa khác nhau. Bán chung luôn nha, không bán lẻ ra luôn. Giá là 300 ngàn, mã là 103.10. Đó. Rồi em kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ.